Bất đắc dĩ ở nhà, ghen ghét đang làm gì? Theo chia sẻ của hot blogger Hà Chúc, khoảng thời gian ở nhà này giúp cô có những ngày tĩnh lặng hơn. Cô duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống lành mạnh, đọc sách, chăm mèo và những sở thích khác để chăm sóc cho tâm hồn. Thời gian đầu giãn cách, Hà Chúc cũng cảm thấy buồn vì nhịp sống thay đổi, nhưng cô bạn blogger hiểu rằng trong những ngày chờ Sài Gòn khỏe mạnh, trở lại thì điều mình có thể làm được chính là giữ sức khỏe thật tốt và luôn có được tinh thần lạc quan, tích cực để truyền năng lượng đó đến với nhiều người hơn. Nhiều bạn trẻ có lẽ cảm thấy đồng điệu với chút nên những bài đăng chia sẻ về với tinh thần lạc quan, tích cực của cô đã nhận về hàng nghìn lượt thả tim trên nền tảng Instagram. Đầu tư vào sức khỏe và tinh thần là cách Hà Chúc giữ được sự tích cực trong khoảng thời gian có phần trầm lắng này, nguồn, Lê Hà Trúc Với Thạch Chúc thành phố Hồ Chí Minh, cô gái vừa trải qua 21 ngày ở nhà vì thuộc khu phong tỏa, giờ tiếp nối thêm 2 tuần giãn cách toàn thành phố. Sau những ngày đầu mà theo bạn kể chỉ toàn ăn, ngủ và luyện phim thì chút đã quyết tâm phải thay đổi để khi trở lại sẽ lợi hại hơn gấp mấy lần. Để không rơi vào tình trạng lười biếng, chậm kẽm, Trúc xem đây là khoảng thời gian quý giá dành cho việc học hỏi, đọc sách, tham gia các khóa học online để nâng cao tri thức, mở rộng hiểu biết. Chỗ tài nấu ăn, Tham gia các buổi chia sẻ kiến thức trực tuyến là cách để Thạch Trúc giữ năng lượng và lan tỏa tinh thần tích cực đến bạn bè. Không chỉ vậy, Thạch Trúc còn tham gia chia sẻ những kiến thức mình học được qua các buổi webinar. Để lan tỏa năng lượng tích cực đến với nhiều người hơn, cô chọn tham gia vào một chiến dịch có tên Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh vì thấy ngoài việc mình có động lực để thực hiện thói quen tốt cho sức khỏe hơn thì còn đóng góp được điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng. Những cách lan tỏa đến cộng đồng rất ghen ghét không chỉ tự ý thức về chăm sóc sức khỏe, mà công bo, khỏe mạnh của những bạn trẻ còn có cả tinh thần lạc quan, tích cực với các chương trình vì cộng đồng. Giãn cách nhưng không xa cách, Gen Z luôn tìm được cách kết nối và lan tỏa những điều ý nghĩa. Ngay từ đầu mùa giãn cách, bạn Thánh Vi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra chuyên mục 5 món đam mê trên trang Facebook của mình và phát hành mỗi tuần. Cô bạn cho biết, Vi muốn đặt ra chút kỷ luật cho bản thân bằng cách hứa với mọi người mỗi tuần đều sẽ ra mắt năm món do chính vi trải nghiệm, nhờ vậy bản thân sẽ có động lực để thực hiện hơn. Hơn hết vi cũng muốn những điều hữu ích này có thể lan tỏa đến nhiều người thân và bạn bè của mình. Chuyên mục năm món đam mê của Khánh Vi được nhiều bạn bè đón theo dõi. Một trong bài đăng của vi được sự ủng hộ nhiệt tình là cách bạn tham gia ủng hộ cho chiến dịch bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh để lan tỏa lối sống khỏe mạnh tích cực và qua đó góp vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Tôi thấy rất tâm đắc với thông điệp khi mỗi người khỏe mạnh thì Việt Nam khỏe mạnh. Là một đoàn viên thanh niên, có sức trẻ, có nhiệt huyết nên tôi nghĩ điều chúng tôi làm được chính là lan tỏa sức mạnh này đến với nhiều người hơn, đó là chia sẻ của Thanh Nhàn, cô gái trẻ đang là tình nguyện viên cho nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng mùa dịch tại Bình Dương. Thông điệp mỗi người khỏe mạnh thì Việt Nam khỏe mạnh mà các bạn trẻ đang nhắc tới cũng chính là ý nghĩa mà chiến dịch bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh của Vinamilk đang truyền tải. Không chỉ có ghen ghét, tinh thần chung tay cùng nhau xây dựng nên cộng đồng khỏe mạnh đang được lan tỏa khắp các trang mạng xã hội những ngày qua. Cụ thể hơn, qua chiến dịch này, với mỗi chia sẻ về thói quen, lối sống khỏe mạnh, truyền năng lượng tích cực trên các trang mạng xã hội kèm hai hashtag của chiến dịch Vinamilk trên bông sần, Vaccine COVID-19 em, thì Vinamilk sẽ góp 50.000 đồng hỗ trợ vaccine cho trẻ em từ 12-18 tuổi với tổng ngân sách cam kết cho hoạt động này là 10 tỷ đồng. Tìm hiểu thêm về chiến dịch tại đây.